Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đây tất cả đều do nghiệp trước của mình đã tạo. Nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời một kiếp. Cho nên hôm nay chúng ta tụng Kinh Địa Tạng mà ngoài cái điểm lành tướng tốt chúng ta hoan hỷ ra thì cũng có những cái điểm gì ạ? Có những cái điểm xấu, có những cái chướng ngại nó đến với chúng ta. Tức là gì? Chúng ta phải trả quả đó. Giống như người gì hôm nay chúng ta vay nợ của người hàng xóm, của bà con, của họ hàng. Thế ngày mai chúng ta làm ăn được, họ đến họ đòi thì chúng ta gì? Chúng ta không được khởi cái tâm gì bực tức, chửi rủa và nguyền rủa và đuổi họ, mà chúng ta phải hoan hỷ vui vẻ để trả nợ thì chúng ta mới hết nợ. Chúng ta đừng có chạy trốn, đừng trở thành một người xấu. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tụng Kinh Địa Tạng mà thấy nghiệp nó đến, nó dồn nghiệp đến, thấy ma quỷ nó đến, thấy bất cứ cái gì nó đến, đừng có sợ. Hãy coi đó là thân nhân của người ta, của chúng ta. Hãy coi, thậm chí là coi đó là gì? Là oan gia trái chủ đến đòi nợ chúng ta. Hoan hỷ để trả nợ. Cảm ơn họ đã đến và đã gì? Báo cho mình rằng sự tu tập của mình á đã có hiệu quả rồi. Họ đến với chúng ta tức là gì? Chúng ta biết cảm nhận được họ, tức là chúng ta biết rằng họ đến với chúng ta, một là do gì? Do duyên lành đến để báo ân. Hai là đến để gì? Là duyên ác đến để đòi nợ. Thì kể cả báo ân hay đòi nợ, chúng ta đều hoan hỷ, đem công đức tụng kinh, hồi hướng, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng cho họ. Một thời gian, mọi cái đều hết thôi. Hãy cố gắng vượt qua những gian khó, những vất vả ấy. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa gọi là gì? Chúng ta tu được một thời gian là ma nó khảo là như thế. Gọi là ma nó khảo. Khảo là gì? Khảo tức là khảo hạch. À, là thử lòng mình xem thế nào. Nói nôm na là gì? Nếu mà người có nợ, có oán thì đến là đòi nợ. Cho nên cái trường hợp mà tu mà bị ma khảo á, là cái trường hợp này cũng có nhiều đấy nhá. Các vị nghe các hòa thượng lớn giảng á, sẽ thấy cái chuyện là tu mà ma khảo. Hòa thượng Thiền Thích Thiền Tâm nói trong bộ luận niệm Phật tập yếu á, ngài có một cái ông đệ tử ngày xưa đi tu, cứ tu làm sao đó bình thường không sao, chứ cứ lên tụng kinh một cái thì là ngủ gật. À, ông cái phát nguyện lớn quá, có gì đâu. Ông phát nguyện là chỉ Lăng Nghiêm rồi á, chỉ Pháp Hoa rồi các thứ, mới vào chùa làm chú điệu thôi, chưa làm sa di. À, phát nguyện lớn quá cho nên ma nó đến nó phá. Mà thậm chí khi ông lên lễ Phật, thậm chí là thấy hai cái vị đen thui thui tử ở trong ra gì đánh ông và lôi ông, không cho ông vào lễ Phật. Cho nên ông khổ quá. Ông vẫn cứ phát nguyện ông lên, ông vẫn cố tình ông lên lễ Phật. Lễ Phật thì lên gì? Lên đại tiểu tiện ra ngay ở trước gì? Trước ban Phật luôn. Không làm chủ được. Đại tiểu tiện ra trước ban Phật. Và ông ta sợ quá, ông ta thấy làm như thế mà vẫn cố tình lên thì sợ rằng ô uế cửa Phật và phải tội. Cho nên ông ta đau khổ, ông ta gì? Khóc lóc. Hòa thượng biết được cái việc đó, hỏi nguyên cớ ra thì biết để do gì? Cái chú tiểu này mới vào chùa, mới cạo tóc thế pháp xuất ra mà gì? Phát nguyện lớn quá cho nên gì? Ma nó khảo. Vì vậy hòa thượng bảo rằng thôi, bỏ hết tất cả những cái nguyện chỉ chú Lăng Nghiêm, nguyện tụng Kinh Hoa Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm đi. Mà gì? Mà sám hối thôi. Và nghe lời hòa thượng, một lòng thì chỉ có lễ Phật và sám hối. Mấy tháng sau gì? Thì từ từ là... Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.